Cô xin chào các em. Những bạn đã làm bài tập gửi cho cô thì các em có thể vào phần điểm số và xem lại mình được bao nhiêu điểm. Một đáp án đúng các em được 2 điểm. Tương ứng với đó các em trả lời được 5 đáp án đúng thì các em sẽ có được 10 điểm. Trước khi vào bài học ngày hôm nay thì cô có 3 câu hỏi để kiểm tra bài cũ của các em như sau. Đến với câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi trắc nghiệm dành cho các em. Theo như các em thì phát biểu nào sau đây là đúng khi chúng ta nói về ngôi nhà thông minh? Đáp án A. Ngôi nhà thông minh được trang bị nhiều thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc vui chơi, giải trí. Đáp án B. Ngôi nhà thông minh được trang bị nhiều thiết bị tự động, bán tự động đối với các thiết bị đồ dùng trong nhà. Đáp án C. Ngôi nhà thông minh được xây dựng bằng những vật liệu đặc biệt. Đáp án D. Ngôi nhà thông minh được trang bị nhiều đồ dùng đắt tiền. Vậy theo em, trong 4 đáp án này, đáp án nào là đáp án đúng? Các em có thể suy nghĩ trong vòng 1 phút. Đáp án đúng ở đây chính là câu B. Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị nhiều thiết bị tự động hoặc thiết bị bán tự động đối với các thiết bị đồ dùng trong nhà ở. Tương tự đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai là một câu hỏi dạng điền khuyết dành cho các em. Các em hãy chọn những từ như ánh sáng, tối đa, kiểm soát, điều khiển, đảm bảo, điền vào chỗ trống mà em cho là thích hợp nhất để thể hiện được đặc điểm của ngôi nhà thông minh. Đến với ý đầu tiên, tận dụng chấm chấm năng lượng phải ánh sáng tự nhiên. Theo như các em thì chúng ta tận dụng gì trong 5 đáp án trên? Đó chính là chúng ta sẽ tận dụng tối đa nguồn năng lượng, ánh sáng tự nhiên. Đến với ý thứ hai, có hệ thống điều khiển chấm chấm tự động. Theo em trong 4 từ trên thì đáp án nào sẽ phù hợp với ý thứ hai? Đáp án chính là chúng ta sẽ có hệ thống điều khiển ánh sáng tự động. Đối với câu số 3, có hệ thống chấm chấm nhiệt độ. Chúng ta chỉ còn lại 3 đáp án thôi thì theo em đáp án nào sẽ phù hợp với câu số 3? Đáp án chính là có hệ thống kiểm soát được nhiệt độ. Đến với ý thứ tư, có hệ thống chấm chấm các thiết bị giải trí. Theo em, hai đáp án trên, đáp án nào sẽ phù hợp với đáp án thứ tư? Đó chính là có hệ thống điều khiển các thiết bị giải trí. Tương tự, đáp án cuối cùng sẽ phù hợp với ý thứ năm là có hệ thống đảm bảo được an toàn, an ninh cho ngôi nhà. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ ba là một câu hỏi chọn. Các em hãy đánh dấu tick vào ô mà các em cho là phù hợp với đồ dùng dùng trong ngôi nhà thông minh. Chúng ta có các loại đồ dùng như sau. Đầu tiên, chúng ta có ổ khóa mở bằng chìa khóa. Đồ dùng thứ hai, đó là một đèn có hệ thống tắt mở tự động. Hình thứ ba, đó là một cây quạt máy có hệ thống tắt mở bằng công tắc. Hình thứ tư, chúng ta sẽ thấy được một tivi kết nối với được điện thoại và chúng ta sẽ điều khiển tivi trên cái điện thoại đó.
Hình thứ năm, các em sẽ thấy được một bếp ga chúng ta có thể tắt mở trực tiếp. Là chúng ta sẽ dùng tay để chúng ta tác động đến việc mở và tắt. Hình thứ sáu, đó là một chuông báo cháy. Khi xảy ra hỏa hoạn thì chuông này sẽ reo lên. Hình thứ bảy là một rèm cửa kéo tự động. Hình thứ tám là máy điều hòa không khí tự động thay đổi nhiệt độ. Vậy theo em, trong 8 hình trên thì 8 hình nào sẽ phù hợp với ngôi nhà thông minh? Sau đây sẽ là những đồ dùng mà chúng ta phù hợp với ngôi nhà thông minh. Đầu tiên chúng ta sẽ có hình thứ hai, đó là một cây đèn tắt mở tự động. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đồ dùng thứ hai của ngôi nhà thông minh, đó là một chiếc tivi kết nối được với điện thoại di động. Tiếp theo chúng ta sẽ có một hệ thống báo cháy tự động khi mà xảy ra hỏa hoạn. Hình thứ tư là chúng ta có rèm cửa kéo tự động. Không cần phải tốn sức người đi đến cửa sổ mà kéo rèm. Cuối cùng, chúng ta sẽ có một chiếc máy điều hòa không khí tự động thay đổi nhiệt độ theo nhiệt độ bên ngoài và bên trong căn phòng sao cho thích hợp nhất. Vậy theo như các em thì để xây dựng được một ngôi nhà như trong hình, thì theo như các em chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Các em hãy suy nghĩ trong vòng 1 phút và sau đó trả lời vào tập. Để xây dựng được một ngôi nhà như trong hình thì đầu tiên các em cần phải chọn được kiểu nhà mà các em muốn xây dựng là như thế nào. Các em hãy hình dung trong đầu mình. Sau khi chúng ta hình dung và chúng ta chọn được cái kiểu nhà mà chúng ta ưng ý thì chúng ta sẽ tiến hành đến bước thứ hai, đó là vẽ thiết kế. Chúng ta sẽ vẽ thiết kế theo trên ý tưởng và trên những cái suy nghĩ của chúng ta về cái kiểu nhà mà chúng ta mong muốn được sinh sống tại đó. Sau khi chúng ta vẽ được bản mẫu thiết kế của ngôi nhà thì chúng ta sẽ đi đến bước chọn nguyên vật liệu để chúng ta xây dựng ngôi nhà, cũng như là màu sắc của ngôi nhà mà các em dự định sẽ tô, sẽ sơn và sẽ thiết kế trên đó. Vâng. Vậy theo như các em thì để xây dựng được một ngôi nhà thì sẽ liên quan đến những ngành nghề nào? Chúng ta sẽ có hai ngành nghề liên quan đến việc xây dựng nhà ở. Đó chính là kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng. Vậy theo như các em, tại sao cho việc xây dựng một ngôi nhà lại liên quan đến kiến trúc sư? Nhà là một không gian chung, là tổ ấm của gia đình, là nơi mà mọi người chúng ta có thể trở về sau một ngày làm việc, vui chơi và học tập mệt mỏi. Cũng là nơi mà chúng ta có thể dựa vào những lúc chúng ta yếu đuối nhất, là nơi mà chúng ta có thể cư trú, trú ngụ vào những lúc thời tiết xấu. Vậy thì chúng ta để thiết kế được một ngôi nhà thoải mái nhất và đẹp nhất thì chắc chắn thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị rất là nhiều thứ. Một trong những công việc quan trọng đó chính là thiết kế được mô hình ngôi nhà, hay nói cách khác là vẽ được bản vẽ phác thảo của ngôi nhà đó sao cho phù hợp với mong muốn của chủ nhà, sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế của chủ nhà. Thì lúc đó chúng ta sẽ cần nhất đó chính là kiến trúc sư. Vì kiến trúc sư là người sẽ tạo nên ngôi nhà.
kiến trúc sư sẽ dựa vào ý muốn của chủ nhà để thiết kế được ngôi nhà sao cho phù hợp với các yêu cầu của chủ nhà đưa ra và đạt được tính thẩm mỹ cao của ngôi nhà. Để hiểu rõ hơn về vấn đề đó thì chúng ta sẽ tiến hành tính dự án 1, ngôi nhà của em. Đầu tiên đến với dự án thì các em hãy xây dựng cho cô một ý tưởng thiết kế một ngôi nhà mà các em mong muốn. Sau khi chúng ta có được ý tưởng thiết kế của ngôi nhà đó rồi thì các em phải vẽ cho cô một mô hình nhà ở dựa trên ý tưởng mà các em đã có sẵn. Sau đây các em sẽ sắm vai giả định. Các em sẽ đóng làm vai trò là kiến trúc sư, là người thiết kế, vẽ được mô hình nhà ở. Và các em cũng sẽ là kỹ sư xây dựng. Sau khi các em thiết kế vẽ mô hình xong, thì các em sẽ dùng những bút màu các em tô lên để cho ngôi nhà của chúng ta thêm bắt mắt và thêm sinh động. Khi em thiết kế cho cô một mô hình nhà ở theo ý thích của bản thân mình, hay theo những sở thích hoặc theo những điều mà mình mong muốn. Để xây dựng được kế hoạch thì đầu tiên các em phải xây dựng được ý tưởng phác thảo cấu trúc của ngôi nhà. Sau khi xây dựng được ý tưởng cấu trúc của ngôi nhà thì các em sẽ bắt đầu liệt kê các công việc cần làm. Như các em sẽ tính toán kích thước của ngôi nhà, các em sẽ vẽ trên giấy đôi, giấy A4 hay là giấy A5. Sau khi các em tính toán kích thước của ngôi nhà thì các em sẽ bắt đầu vẽ ngôi nhà. Khi mà các em vẽ được ngôi nhà thì các em sẽ vẽ các đồ dùng trong từng khu vực. Như trong phòng ngủ thì chúng ta cần có những đồ dùng gì? Trong góc học tập thì chúng ta cần những đồ dùng gì? Và trong phòng sách chúng ta cần những đồ dùng gì? Vân vân. Ngoài ra, các em có thể vẽ các công trình phụ bên ngoài như là sân vườn, ao hồ, vân vân. Sau khi các em đã liệt kê được các công việc mình cần làm rồi, thì các em sẽ bắt đầu lập kế hoạch thời gian, xác định các mốc thời gian cho từng công việc sao cho phù hợp nhất. Đây là các vật dụng cụ và vật liệu cần thiết để các em xây dựng kế hoạch dự án của mình. Đầu tiên đó chính là giấy A4 hay giấy đôi hoặc giấy chiếc, tùy kích thước của ngôi nhà mà các em vẽ. Tiếp theo đó chính là thước, bút chì, màu nước. Nếu các bạn không có màu nước thì các em có thể sử dụng màu chì, màu sáp, vân vân. Sau đây các em sẽ tiến hành thực hiện dự án. Đầu tiên thì cũng là xây dựng ý tưởng phác thảo cho ngôi nhà. Sau đó chúng ta sẽ vẽ ngôi nhà, vẽ các đồ dùng chính trong từng khu vực. Sau khi chúng ta đã vẽ xong các đồ dùng chính rồi thì các em có thể vẽ thêm mô hình các vật dụng cho từng khu vực của ngôi nhà. Sau khi ý tưởng phác thảo xong thì các em phải vẽ phần mái nhà để có thể trông thấy được không gian bên trong ngôi nhà. Các em tạo khung cảnh bên ngoài là các em tô phần bên ngoài của ngôi nhà để làm nổi bật lên ngôi nhà của chúng ta. Và trang trí hoàn thành bức hình. Đây là sơ đồ phác thảo cấu trúc của ngôi nhà. Đầu tiên các em sẽ xác định đâu là lối vào. Sau khi các em xác định được lối vào rồi thì các em sẽ xác định được khu vực mình sắp xếp, đâu là phòng khách, đâu là phòng bếp và đâu là phòng ngủ. Sau khi có các khu vực chính trong ngôi nhà thì các em bắt đầu vẽ thêm các dụng cụ vật liệu
như trong hình các em có thể thấy. Và đây là sản phẩm mà chúng ta đã hoàn thành. Các em có thể vẽ theo mẫu hoặc các em liên tưởng ý tưởng theo sở thích của mình. Các em có thể xây dựng thiết kế theo kiểu nhà 1 tầng, kiểu nhà 2 tầng hay kiểu nhà 3 tầng, tùy theo sở thích của mình hoặc tùy theo ý muốn của mình. Đây là hình mẫu thứ hai, các em có thể thấy đây là một ngôi nhà thông minh. Các thiết bị đa phần đều là tự động, đều liên kết với hệ thống thiết bị điện thoại để điều khiển. Về nhà, các em hãy hoàn thành vẽ sản phẩm ngôi nhà theo ý muốn, theo ý thích của mình trên giấy A4 hoặc giấy đôi hoặc giấy chiếc, tùy theo sở thích, tùy theo kích thước của ngôi nhà mà các em muốn thiết kế thì các em sẽ chọn kích thước giấy sao cho phù hợp. Sau khi hoàn thành sản phẩm xong thì các em hãy dán sản phẩm đó vào tập. Khi chúng ta đi học lại, các em hãy đưa cho cô để lấy điểm cộng nhé. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.